Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2. Bên cạnh truy tố bà Lan tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công tố còn xác định bà Lan rửa tiền với số lượng hàng trăm ngàn tỷ đồng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong giai đoạn này, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đồng phạm lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền 445.000 tỷ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Theo cáo buộc, việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở SCB chi nhánh Sài Gòn theo quy trình bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB. Sau đó Hồng phối hợp Trương Khánh Hoàng, quyền Tổng Giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc SCB, yêu cầu Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc công ty SPG, lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc phòng dịch vụ khách Quân Sale, thuộc SCB chi nhánh Sài Gòn, phối hợp Nguyễn Phương Anh triển khai thực hiện. Nguyễn Phương Anh sau đó đã chỉ đạo các nhân viên kế toán được giao quản lý các công ty ma trong nhóm lập các chứng từ và chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến SCB ký chứng từ rút tiền. Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan để vận chuyển tiền về giao cho thư ký của bà Lan. Theo cáo trạng, khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới phối hợp Nguyễn Phương Anh sử dụng các pháp nhân cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có đến tài khoản chờ. Khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để bà Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân.